Rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người lắp đặt cái máy xay thịt bên shop nha. Thì tất cả phụ kiện khi mà mình mở hộp ra thì sẽ gồm là một lưỡi dao này, nắp nè, motor nè và cái miếng chống trượt của sản phẩm nè. Thì ở đây là mình sẽ có một cái cối nha. Rồi mình sẽ có một cái ốc ở dưới đây, mình sẽ gắn cái đầu phía lưỡi ở dưới đây nha mọi người. Mình chỉ cần bỏ vô khớp thôi. Đó. Rồi sau đó là mình sẽ gắn nắp. Gắn nắp lại. Rất dễ dàng luôn nha. Rồi thì ở phía dưới cái motor của mình sẽ có một cái đồ để mình quay ốc nè mọi người. Mình sẽ dặn vào vị trí này nha. Rồi mọi người dặn vào giúp em. Tới đây là nó cứng rồi, chỉ cần để vào thôi. Rồi sau đó là mình sẽ cắm điện. Mình sẽ cắm điện vào. Rồi mình sẽ xay được thôi. Còn cái này là miếng cao su nha. Miếng cao su này để lót ở phía dưới đáy để chống trơn trượt khi mình sử dụng ha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nha.